xin chào các khán giả thân yêu của kênh Tin Tức Online. Chúc mọi người một tuần mới đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã luôn sát cánh và theo dõi bản tin của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi mang đến cho các bạn những thông tin nóng hổi và hấp dẫn nhất về làng bóng chuyền, hứa hẹn sẽ làm say lòng tất cả những ai yêu mến bộ môn này. Mở đầu là câu chuyện đầy cảm hứng của Lê Thanh Thúy, người đã chia sẻ những tâm tư về hành trình thi đấu quốc tế và khát vọng xuất ngoại để nâng cao tay nghề. Tiếp theo là tin tức về thị trường chuyển nhượng bóng chuyền Việt Nam, nơi mà từng quyết định có thể thay đổi vận mệnh của các cầu thủ và cả đội bóng. Và đặc biệt, chúng tôi không thể bỏ qua lịch thi đấu đầy thách thức của Thanh Thúy cùng Kuribo tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 tới. Hãy cùng chúng tôi theo dõi để cập nhật từng diễn biến kịch tính trong làng bóng chuyền. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, Lê Thanh Thúy, thi đấu quốc tế giúp cầu thủ bóng chuyền thêm cơ hội xuất ngoại. Phụ công Lê Thanh Thúy của câu lạc bộ bóng chuyền nữ LPB Ninh Bình cho rằng, việc tham dự các giải quốc tế giúp cầu thủ tăng cơ hội xuất ngoại. Phụ công Lê Thanh Thúy vừa cùng đội bóng chuyền nữ LPB Ninh Bình giành ngôi Á quân giải vô địch các câu lạc bộ châu Á 2024. Thi đấu cho đội tuyển và câu lạc bộ ở sân chơi châu lục, bạn thấy có gì khác biệt? Tôi may mắn khi được trải nghiệm và thi đấu ở những giải đấu tầm cao. Đó là vinh dự rất lớn. Thi đấu cùng đội tuyển hay câu lạc bộ thì đều thấy thoải mái vì tôi đã quen với việc được tranh tài ở những giải đấu tầm châu lục. Ngôi Á quân của LPB Ninh Bình ở giải đấu vừa qua đến từ yếu tố nào? Có lẽ do tâm lý. Chúng tôi không đặt nặng việc vào tới chung kết hay không mà trước giải, ban huấn luyện đề ra mục tiêu vào top 4 rồi từng bước một, cố gắng ở từng trận đấu. Mỗi cầu thủ đều thi đấu hết mình, tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên trưởng đề ra, cố gắng phối hợp để giành kết quả tốt nhất trước từng đối thủ. LPB Ninh Bình cần cải thiện điều gì sau những trận đấu ở giải châu Á? Mỗi đội đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Đối với LPB Ninh Bình, sau giải vô địch các câu lạc bộ châu Á 2024, ban huấn luyện cũng có những nhận xét. Điểm yếu của chúng tôi là nhập cuộc chưa tốt. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã có sự nhắc nhở để đội tập luyện, cố gắng làm sao khi nhập cuộc, các cầu thủ phải phối hợp hiểu ý nhau và gắn kết hơn. Sau những giải đấu cùng đội tuyển và câu lạc bộ, bạn tích lũy được điều gì cho bản thân? Khi vận động viên Việt Nam được thi đấu với các đối thủ mạnh sẽ nhận ra bản thân còn thiếu sót nhiều. Điển hình như với bản thân tôi, ở trận chung kết giải vô địch các câu lạc bộ châu Á vừa qua, đối thủ là các cô gái Nhật Bản rất mạnh, phối hợp nhuần nhuyễn, ăn ý dù chúng tôi phối hợp hàng chắn hay tấn công cũng rất khó. Sau trận đấu, tôi nghĩ bản thân cần phải trau dồi nhiều hơn nữa về kỹ thuật cá nhân, đặc biệt là chắn bóng. Bạn cảm nhận như thế nào về trình độ giữa cầu thủ Việt Nam so với khu vực và châu lục? Hóa chất Đức Giang và LPB Ninh Bình là đại diện của Việt Nam tham dự giải vô địch các câu lạc bộ châu Á 2024. Màn thể hiện của hai đội cũng phần nào phản ánh được trình độ của các câu lạc bộ bóng chuyền nữ Việt Nam. Được trải nghiệm, cọ sát với các đối thủ mạnh hơn giúp các cầu thủ Việt Nam mở mang tầm mắt, nền tảng kỹ thuật được nâng cao, chất lượng hơn. Các câu lạc bộ bóng chuyền Việt Nam cần có sự chuẩn bị như thế nào để có cơ hội thi đấu quốc tế? Ngay từ giải quốc nội, các câu lạc bộ cần cố gắng hết mình, cạnh tranh để có vị trí cao nhất, qua đó đại diện cho Việt Nam tham dự giải vô địch các câu lạc bộ châu Á. Hiện tại, nhiều đội bóng của Việt Nam đã tạo điều kiện cho vận động viên thi đấu và tập huấn nước ngoài. Điều này giúp những cầu thủ như chúng tôi có thể được thi đấu và cọ sát nhiều hơn với những nền bóng chuyền hàng đầu. Có quan điểm cho rằng, khi thi đấu quốc tế nhiều, cơ hội xuất ngoại của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lớn hơn. Quan điểm của bạn như thế nào? Đây cũng là mong muốn và hy vọng của nhiều vận động viên. Khi cầu thủ Việt Nam thi đấu quốc tế sẽ có cơ hội được các đội bóng quốc tế khác để ý và gửi lời mời. Đó là một điều tốt đẹp. Bản thân tôi cũng vậy. Lê Thanh Thúy muốn xuất ngoại ở quốc gia nào? Xuất ngoại là mong muốn không chỉ của riêng tôi. Nếu có cơ hội, tôi muốn được thi đấu ở bất kỳ quốc gia nào. Khi họ nhận ra khả năng của mình thì sẽ gửi lời mời. Việc của mình hiện tại là cố gắng hết sức khi tập luyện cũng như thi đấu. Điểm mạnh của bạn là gì nếu có cơ hội xuất ngoại? Tôi thường được các huấn luyện viên công nhận khả năng chắn bóng, chạy chiến thuật hút chắn. Tôi cảm thấy khá vui và có lẽ đó là điều tôi tự tin nhất về bản thân. Chuẩn bị đến giai đoạn hai giải vô địch quốc gia, LPB Ninh Bình đã chuẩn bị như thế nào? Mục tiêu của toàn đội là gì? Sau giải châu Á, ngay trong tháng 10, đội sẽ có kế hoạch tập huấn tại Thái Lan để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng của giải vô địch quốc gia. Tôi sẽ cố gắng hết sức ở vị trí của mình để làm sao có kết quả tốt nhất cho toàn đội.
Mục tiêu của LPB Ninh Bình là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thông tin tiếp theo cầu thủ bóng chuyền Việt Nam và chuyện chuyển nhượng. Bóng chuyền Việt Nam có cầu thủ nam, nữ đã và đang ra nước ngoài thi đấu. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành quy chế chuyển nhượng cầu thủ từ năm 2010. Nếu có những nhu cầu phù hợp, cầu thủ đủ điều kiện được chuyển nhượng theo các ký kết giữa từng đội bóng với nhau. Cơ chế chuyên nghiệp cần sự chuyển nhượng. Hiện tại, chúng ta thấy rõ cầu thủ bóng chuyền Việt Nam, gồm nam, nữ, tìm cơ hội ra nước ngoài thi đấu hoặc tìm đến các đội bóng phù hợp để cống hiến chuyên môn và có thu nhập theo nhu cầu. Điều này không sai khi môn bóng chuyền chuyển đến chuyên nghiệp. Chúng ta thấy ví dụ cụ thể là bóng chuyền Thái Lan rất cởi mở trong việc chuyển nhượng cầu thủ. Điểm mấu chốt mà người Thái tạo điều kiện cho cầu thủ ra nước ngoài thi đấu là thêm cơ hội học hỏi, tích lũy chuyên môn. Cầu thủ Việt Nam cũng như vậy. Nhà quản lý luôn đề cao vấn đề về sự trung thành của một cầu thủ đối với câu lạc bộ của mình. Nhưng rõ ràng, nếu có cơ hội và trong một nền thể thao chuyên nghiệp phát triển, không ai được kìm hãm họ. Không ít trường hợp cầu thủ, chỉ tính riêng tại Việt Nam, đã thay đổi câu lạc bộ của mình qua từng năm. Điều này phản ánh, cầu thủ bóng chuyền là người có sức hút để đội bóng tìm đến thuê mượn. Bóng chuyền Việt Nam giống nhiều môn thể thao khác là phần lớn đội bóng thuộc về đơn vị chủ quản, vẫn tồn tại từ nguồn kinh phí được cấp từ nhà nước theo quy định. Khi các đội bóng được độc lập về tài chính, do các đơn vị tự chủ quyết định thì vận động viên hay huấn luyện viên có quyền tự quyết lựa chọn của mình trong việc tìm đến các đội bóng đảm bảo được các yếu tố chuyên môn, kể cả lương thưởng. Mỗi người mỗi ý chí. Trường hợp cụ thể nhất là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Ông Kiệt đã trải qua nhiều đội bóng khi làm công tác huấn luyện. Nhưng chắc chắn, vị huấn luyện viên này đề cao vấn đề chuyên nghiệp ở thể thao. Có cung ắt có cầu. Đồng thời, các đội bóng phải đánh giá được giá trị nhân lực mà họ tuyển dụng, vì thế huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có quyền lựa chọn của mình đến với nơi phù hợp. Hiện tại, ông Kiệt đang là huấn luyện viên trưởng đội nữ Ngân hàng Công Thương, Việt Thiên Băng. Cầu thủ Trần Thị Thanh Thúy là một trong những người được thi đấu ở nước ngoài nhiều thời gian nhất. Nhưng rõ ràng, nếu không được đơn vị chủ quản là đội nữ VTV Bình Điền Long An tạo điều kiện thì Thanh Thúy rất khó có cơ hội đến Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ phát triển chuyên môn. Bóng chuyền Việt Nam có những cầu thủ được mời ra nước ngoài thi đấu nhưng họ lại đang giữ vị trí chủ chốt ở nhiều đội bóng. Từng đội bóng phải giải quyết bài toán thành tích khi thi đấu trong nước nên rất ít đội gật đầu để cầu thủ chủ chốt của mình ra nước ngoài. Cầu thủ duy nhất được giới bóng chuyền đánh giá cao ở tính chuyên nghiệp là Đinh Thị Trà Giang. Phụ công này đã khoác áo nhiều đội bóng trong nước. Cô đã được đội bóng 3BB Nakhonon, Thái Lan mời sang thi đấu đầu năm 2023 và Trà Giang góp mặt. Qua nhiều lần khoác áo các đội bóng, phụ công kỳ cựu này từng bày tỏ rằng điều mình ghi nhận nhiều nhất chính là được tích lũy chuyên môn qua sự huấn luyện của từng huấn luyện viên, bởi không ai dạy mình điều ấy. Qua từng đội hình của từng đội, cầu thủ như Trà Giang có sự trải nghiệm rất tốt cho mình. Bóng chuyền Việt Nam đang có 18 đội dự giải vô địch quốc gia, mỗi đội bóng có tuyến đầu là 14 cầu thủ. Con số để thấy lực lượng vận động viên không ít. Tính chuyên nghiệp đang được từng đội bóng xây dựng cho mình để đảm bảo từ sự kỷ luật cho đến việc nhất quán trong thi đấu. Trên sân, mỗi tình huống là mỗi sự điều chỉnh của ban huấn luyện. Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam từng phân tích rằng, từ khi mỗi cầu thủ giữ được sự kỷ luật và chuyên nghiệp, tức là ý thức rằng phải có sự tốt nhất trong chuyên môn, tuân thủ nhiều yếu tố gồm hình ảnh, thành tích thi đấu, thì bóng chuyền Việt Nam sẽ có sự tổng hòa tốt nhất để làm nên tính chuyên nghiệp chung. Và cuối cùng, lịch thi đấu của Thanh Thúy và Kuribo tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 10. Chủ công Thanh Thúy và câu lạc bộ Kuribo sẽ thi đấu 6 trận trong tháng 10 tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ 2024-2025. Câu lạc bộ Kuribo đã bắt đầu hành trình ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025 vào tối ngày 5 tháng 10. Họ dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ Adimbe, say không được đánh giá quá cao. Đáng tiếc, chủ công Trần Thị Thanh Thúy chưa có cơ hội thi đấu ở trận đấu này. Cô được huấn luyện viên Mehmet Bedestin cất trên băng ghế dự bị và không sử dụng một phút nào. Dù chưa được ra sân ở trận ra quân trong màu áo mới nhưng với chiều cao vượt trội 1m93, Thanh Thúy hứa hẹn sẽ là một át chủ bài của Kuribo trong những trận đấu sắp tới. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ không thi đấu liên tục, thường giãn thời gian giữa các trận để các đội bóng có quãng nghỉ phù hợp cũng như sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn. Trong tháng 10, ngoài trừ trận mở màn hôm 5 tháng 10, câu lạc bộ Kuribo vẫn còn 5 trận đấu, lần lượt gặp đối thủ Vakibank ngày 12 tháng 10, Thi ngày 19 tháng 10, Arakako ngày 22 tháng 10, Nilu ngày 26 tháng 10 và Yerenspor ngày 29 tháng 10.
Đáng chú ý, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ có trận đấu gặp Vakibank, một trong những câu lạc bộ mạnh nhất giải đấu với nhiều ngôi sao trong đội hình như Geragunz, Markova, Joan Sinil, Bosteti. Năm ngoái, Vakibank từng đụng độ với đội tuyển Việt Nam, SportsCenter 1, tại giải vô địch các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. 18:00 ngày 12 tháng 10, Kuribo gặp Vakibank. 22:00 ngày 19 tháng 10, Kuribo gặp Thi. 21:00 ngày 22 tháng 10, Kuribo gặp Arak Kago. 22:00 ngày 26 tháng 10, Kuribo gặp Nilu. 22:00 ngày 29 tháng 10, Kuribo gặp Yerenspor.